Kiếp trước là con nhện. Chị Gió mang tôi đến đây, anh có phiền không? Anh Nhện, anh có nghe tôi nói gì không? Không, không có gì. Cô cứ ở lại đây làm bạn với tôi cho đỡ buồn. Cảm ơn anh. Nàng đâu rồi? Nàng ấy đã bị gió cuốn đi rồi. Cậu nói sao? Nàng ấy đã đi rồi ư? Trời ơi, sao nàng lại bỏ ta đi thế? Nhện kia, Thần đã hiển linh. Người thấy đau lòng khi gió mang giọt sương đi sao? Thưa vâng ạ, con đã phải lòng nàng ấy. Bây giờ nàng đi rồi, con thấy mất mát và trống trải vô cùng. Ngươi cảm thấy trong nhân gian thứ quý nhất là gì? Quý nhất chính là cái không có được và đã mất đi ạ. Ngươi là một con nhện đặc biệt, nên có thể nói là đã trải qua tu luyện và cũng là đệ tử của ta. Nay thấy ngươi đau khổ như vậy, ta không đành lòng nên ban cho ngươi một đặc ân. Ta cho ngươi một lần sống vào cõi người, được sống trong tình yêu để biết được thứ gì là quý giá nhất. Các vị, con trai tôi, Vương Tư, vừa đổi trạng nguyên nên tôi mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người hãy tự nhiên nhé. Chàng đây rồi, người trong mộng của ta đây rồi. Tiểu thư Minh Nguyệt, nàng ấy đến đây làm gì? Tại sao đến kiếp này ta vẫn không có được người mình yêu? Tại sao chứ? Châu Nhi, công tử Trần Bình đến tìm con kìa. Cậu ấy có vẻ thích con lắm. Mẹ mau bảo chàng ấy về đi. Người con yêu là Vương Tư mà. Vương Tư và tiểu thư Minh Nguyệt sắp thành hôn rồi. Con vẫn chưa biết gì sao? Sao cơ? Châu Nhi, con đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi. Dậy uống chén canh đi con. Con không muốn ăn, mẹ hãy mang đi đi. Con à, mẹ thấy công tử Trần Bình là một người tốt, sống bên cậu ấy con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Vừa nghe tin con bệnh, cậu ấy đã tức tốc đến thăm đấy. Mẹ đừng cho chàng ấy vào, con không muốn gặp ai cả, con chỉ muốn một mình thôi. Một thời gian sau. Con à, sao con lại dại dột để đến mức bề mang thế này? Con tỉnh lại đi. Châu Nhi, Châu Nhi, nàng sao rồi? Nó cứ bề mang thế này từ hôm qua, ta sợ nó không qua nổi. Châu Nhi, nàng có biết ta đã thầm yêu nàng từ rất lâu rồi không? Mong ước cả đời của ta là được lấy nàng làm vợ. Nàng mau tỉnh lại đi. Nhện kia, ngươi còn nhận ra ta không? Ngài là... Phải, còn nhớ cách đây 18 năm trước, ngươi từng là một con nhện phải lòng giọt sương kia và đau khổ khi nó bị gió cuốn đi không? Còn nhớ chứ, chính ngài đã ban cho con một ơn huệ để kiếp này trở thành Châu Nhi. Nhưng tại sao con vẫn không có được tình yêu của mình? Vương Tư có khác nào giọt sương kia đâu. Đúng, Phương Tư chính là giọt sương. Nhưng ngươi có từng nghĩ giọt sương là do ai mang đến cho ngươi không? Chính là gió. Gió mang sương đến rồi lại mang đi. Tiểu thư Minh Nguyệt chính là gió. Sương thuộc về gió, cũng như Phương Tư thuộc về tiểu thư Minh Nguyệt. Anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn đi qua cuộc đời ngươi mà thôi. Còn Trần Bình chính là cái cây nhỏ trước miếu. Anh ta đã yêu ngươi, lặng lẽ ngắm nhìn ngươi cả nghìn năm qua. Tại sao ngươi không biết trân trọng mà phải đau khổ vì một thứ thoáng qua như thế? Con... Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà chính là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Thần... Nếu như nàng chết đi rồi,
ta cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Nàng đã tỉnh rồi sao? Trần công tử, xin đừng làm chuyện dại dột. Chàng yêu thiếp như thế, nhất định thiếp sẽ không phụ lòng chàng. Cô vợ trẻ. Các chị ơi, cho em đi nhờ với. Ra vẻ chăm chỉ, thật ra là ra vẻ sắp làm sếp bà rồi. Ừ, cứ nói là yêu nhau rồi cưới, nhưng ai mà biết được. Số hồ sơ anh cần đây. Sau đám cưới, em hãy nghỉ ở nhà, khỏi phải đi làm vất vả, mua sắm, du lịch hay làm bất cứ gì. Cứ nói anh một tiếng là được. Em không muốn ở nhà đâu. Công sức em học hành bao nhiêu năm, chẳng lẽ... Hơn nữa, em không muốn mọi người thêm hiểu lầm và dị nghị nữa. Lấy một người chồng hơn em quá nhiều tuổi như anh, thật thiệt thòi cho em. Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Không đâu, trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng. Em thật sự hạnh phúc khi lấy được người chồng tốt và yêu thương em như anh. Mẹ nói con đừng buồn, chứ con cũng đã ngoài 50, đầu đã hai thứ tóc rồi đó. Dù muộn nhưng cố gắng cho mẹ thằng cu để bế để bồng, chứ tiền bạc kinh tế nhà mình thiếu gì nữa mà phải làm ngày làm đêm. Chuyện đó không ép được mẹ à. Mẹ cứ để thư thư cho vợ con được thoải mái. Con chào mẹ. Chào anh. Em có tin vui báo cho anh và mẹ đây nè. Sao có tin vui à? Dạ không, không phải chuyện đó đâu mà mẹ. Chuyện là cách đây mấy tháng, con gửi hồ sơ xin học bổng tại trường đại học tại Anh về quản trị kinh doanh, con vừa nhận được giấy báo trúng tuyển. Con à, chồng con cũng đã có tuổi rồi, con đi du học như vậy cũng mất mấy năm. Hai đứa không tính chuyện con cái hay sao? Rồi còn tiền nong nữa, thằng Dũng nó cũng vất vả lắm mới kiếm được tiền. Con... Kìa mẹ, Trâm Anh chỉ vừa báo tin thôi mà. Còn đi du học hay không thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng đã ạ. Thôi thì tùy anh chị. Em đã nghĩ kỹ chưa? Đi du học một thân một mình ở nước ngoài sẽ rất vất vả đó. Không sao đâu anh à, đây là ước mơ từ lâu của em mà. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em rất muốn đi. Nhưng mẹ... Chuyện con cái... Em không phải lo đâu, anh sẽ nói để mẹ hiểu. Em hãy đi du học đi, nếu đó là ước mơ của em. Em cảm ơn anh. Mẹ ơi! Anh ơi! Con về rồi. Em về rồi à? Xin lỗi, anh không ra sân bay đón em được. Anh! Sao lại thế này? Có chuyện gì vậy? Công ty chồng con gặp vận đen, phá sản rồi. Sao ạ? Phá sản? Mẹ nói thật đấy, em à. Con nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai cả gia đình chuyển tới ngôi nhà mới thuê. Nhà này đã bị tịch thu rồi. Từ ngày chồng phá sản, nó cứ đi sớm về khuya, không thèm ngó ngàng gì tới nhà cửa, chồng con gì nữa. Mẹ à, cô ấy đi làm chứ có đi chơi đâu. Mẹ nói thế là lo cho con. Vợ con nó trẻ, hời hới như thế. Trước đây con còn giàu có thì không nói làm gì. Bây giờ con xa cơ lỡ vận, liệu nó có còn muốn bên con nữa không? Người trẻ bây giờ thực dụng lắm. Mẹ à, không có chuyện đó đâu. Cô ấy đến với con không phải vì vụ lợi, con lúc nào cũng tin cô ấy. Vợ con đi công tác gì mà lâu thế? Nói đi có mấy ngày mà giờ đã một tuần, mẹ không chịu đựng được nữa rồi. Có vợ mà như không, con ly hôn đi. Mẹ! Anh! Mẹ tưởng con đi luôn rồi chứ, công tác gì mà lâu vậy? Kìa mẹ! Mẹ! Con xin lỗi vì việc đột xuất quá, con phải ở lại thêm mấy ngày. Nhưng mà con mang tin vui về cho nhà mình đây ạ. Cái nhà này
giờ còn gì mà vui với vẻ nữa. Mẹ à, anh, nghe em nói nè, em đã thuyết phục được công ty An Thái ký hợp đồng với chúng ta. Là công ty đối tác cũ của chúng ta sao? Dạ đúng vậy, họ nói rằng có thể cho chúng ta ứng trước 50% giá trị hợp đồng để làm chi phí sản xuất. Anh ơi, vậy là công ty của anh có thể được vực dậy rồi. Chỉ cần đơn hàng này thành công, anh sẽ trở về với vị trí như xưa. Thế là thế nào? Cảm ơn em. Mẹ, suốt thời gian qua, cô ấy đã vì con mà vất vả rất nhiều. Vừa đi làm thuê cho công ty nước ngoài để tích lũy vốn, vừa một mình lo toan tìm khách hàng để khôi phục lại công ty cho con. Mẹ ơi, cô ấy làm được rồi. Vợ con rất giỏi có phải không mẹ? Trầm Anh, ra là vậy. Mẹ đã không biết con lại chịu nhiều vất vả như thế vì Quang Dũng, vì cả nhà này. Cảm ơn con. Mẹ ơi, vì chồng, vì gia đình, con có thể làm tất cả mẹ à. Cuộc đua hóa rồng. Cậu muốn tham gia bơi cùng chúng tớ không? Đứng đấy làm gì cho lắm bùn tanh. Đúng đấy, đúng đấy. Không, tôi không muốn tham gia đâu. Đã xấu xí rồi lại còn bày đặt chuẩn vẻ khó gần. Thôi, chúng ta cùng tập bơi thôi nào các bạn. Sắp đến dịp lễ hội rồi. Xuân đã về rồi, vậy là đã trải qua bao năm ngóng chờ. Năm nay, ta thay mặt Ngọc Hoàng mở cuộc thi vượt vũ môn hóa rồng cho các loài cá để các ngươi có thể chọn ra người xứng đáng cống hiến làm mưa giúp nhà trời. Nhất định năm nay cá chép sẽ lại đầu bảng rồi, làm gì có ai có thể thắng anh. Cô cũng cố gắng lên, đâu phải chỉ cần một người đâu. Chỉ cần vượt được thác là sẽ hóa rồng thôi mà. Biết thế, nhưng mấy loài cá nhỏ như chúng tôi thì có bao giờ vượt được thác. Mà anh nhớ hóa rồng rồi thì đừng quên chúng tôi đấy nhé. Phải giúp đỡ tôi nhiều đấy. Các ngươi hãy im lặng nghe ta nói nào. Đặc biệt năm nay, ba người hóa rồng sẽ được ban tặng quả thần trường sinh. Tuyệt vời quá. Các ngươi hãy chuẩn bị và bơi đến ngọn thác lớn phía đông của hồ. Hãy cố gắng leo lên sớm nhất nhé. Nước lạnh quá, chúng ta bé nhỏ thế này làm sao vượt thác được? Đúng vậy, làm sao chúng ta lên được đó? Là Rofi thật sao? Rofi vượt vũ môn được sao? Thật hả? Không thể tin nổi. Rofi hóa rồng rồi sao? Ngạc nhiên quá đi mất. Tất cả các loài cá, kể cả những chú cá đã vượt được thác, hãy tập trung xuống dưới chõm đá giữa hồ. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Tại sao trong vỏ quả của ta lại thiếu đi mất một quả? Các ngươi đều biết rõ, ăn quả thần vào sẽ có sức khỏe vô biên, có thể vượt thác một cách dễ dàng. Không thể nào quả thần có thể biến mất được. Ai nhỉ? Ai lấy nhỉ? Hay là... Người nói hay là cái gì? Dạ, con không dám nói ạ. Ta cho phép ngươi được nói. Hay là cá rô phi đen ạ? Cá rô phi vốn bé nhỏ, khó lòng mà vượt thác nước cao lớn kia. Đúng rồi đó, cá rô phi bé nhỏ lại lười nhác. Trong khi chúng con chăm chỉ luyện tập bơi mỗi ngày, thì nó chỉ quanh quẩn chơi ở bụi rễ ngầm. Không phải con, thật sự không phải con. Ta cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ trong những cuộc thi vượt vũ môn trước đây, ngươi đều không có khả năng vượt thác được. Hà cớ sao hôm nay lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy? Chắc là cá rô phi rồi, nhất định là nó. Đúng rồi, nó đâu thể vượt thác được. Đúng đấy, nó có bao giờ tập bơi đâu, chỉ biết quanh quẩn bên đống bùn hôi tanh còn gì.
có cái gì phát sáng ở dưới đáy hồ kìa. Hóa ra lỗi lầm tất cả do ta. Ta thật có lỗi khi chưa suy xét kỹ, lại chủ quan không dùng gương thần chiếu rọi, đã trách nhầm ngươi. Dạ, con không trách người ạ. Chỉ cần mọi người biết con không ăn trộm quả thần là được rồi. Tuy ai cũng có lúc lỗi lầm, nhưng lỗi lầm của ta suýt tí nữa làm ngươi bị đổ oan. Ta vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến ngươi và toàn thể loài hải sản. Nhưng ta vẫn rất ngạc nhiên vì sao lần vượt vũ môn này ngươi lại có thể làm nên một kỳ tích như vậy. Dạ, con vì mẹ con. Từ trước đến nay, mẹ con luôn mong có một ngày con có thể hóa rồng để làm nở mày nở mặt họ nhà Đô Phi. Mẹ con đã ốm nặng một năm trời rồi. Con rất mong có thể hóa rồng, rồi xin Ngọc Hoàng thương tình ban thuốc cho mẹ con khỏi bệnh. Gia đình con chỉ còn con với mẹ thôi. Nhưng cá Rô Phi đâu có bao giờ tập luyện. Cho dù thương mẹ, nhưng làm sao vượt thác được chứ. Cá Rô Phi rời khỏi bụi rễ ngầm, bơi ra dòng thác luyện tập. Nó bị dòng nước xô đập vào tảng đá, nhưng nó vẫn cố gắng bơi lại. Tớ thường xuyên luyện tập vào ban đêm. Tớ thật sự rất mong vượt được vũ môn. Trong khi đó, tớ lại xấu xí, thường bị mọi người chê cười, nên chẳng bao giờ dám luyện tập cùng các bạn. Các người thấy đấy, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nếu như mình thật sự cố gắng, nhờ lòng hiếu thảo của mình mà cá Rô Phi đã có động lực cố gắng để có thể vượt được vũ môn. Các ngươi phải lấy bạn làm gương sáng noi theo. Bọn tớ thật sự xin lỗi vì chưa quan tâm đến bạn. Từ giờ trở đi, cần giúp đỡ gì thì hãy gọi tớ nhé. Thật vậy hả? Cảm ơn các bạn. Được rồi, đã đến giờ người xứng đáng hóa rồng rồi đây. Tuyệt quá. Chúc mừng các bạn. Con không muốn đi học. Không, con không thích đi học đâu. Con muốn ở nhà cơ. Không được, các bạn bằng tuổi con đều đi học hết. Có mỗi mình con là vẫn chưa tới lớp. Bạn Tôm nhà cô Hà bảo ở trường chẳng có gì vui cả, chán lắm. Sao vậy được? Chắc bạn Tôm không chịu chơi với các bạn khác nên mới không biết đó thôi. Không, tóm lại là con không đi học đâu. Mẹ đừng bắt con đi. Bình ngoan quá. Nhóc, còn mỗi bữa nay là ở nhà. Từ mai bắt đầu đi học rồi nha. Sao thế? Anh nói gì sai hả? À, chàng trai của chúng ta không thích đi học và nhất quyết đòi ở nhà. Sao vậy con trai? Con không đi học thì làm sao biết cái chữ? Làm sao có thể trưởng thành? Đúng đấy. Đi học là tốt cho em mà. Tốt gì mà tốt? Em thừa biết ở nhà có gì vui, nên mọi người mới không cho em ở nhà chơi chứ gì. Làm gì có cái gì. Ở trường còn vui hơn nhiều. Anh đi học nên anh biết mà. Ở nhà vui hơn. Ở trường vui hơn. Ở nhà. Ở trường. Làm thế nào bây giờ? À, đúng rồi, anh đã có cách. Thôi nào hai đứa, vào ăn cơm đã, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này. Bây giờ Bin hãy nói cho ba biết lý do tại sao con lại không thích tới trường. Nếu như hợp lý, ba sẽ cho con nghỉ học. Kìa anh. Bạn Tôm nói ở lớp chán lắm, chẳng có trò gì vui cả. Cô giáo thì suốt ngày bắt các bạn ngồi im và không được chạy linh tinh. Ở nhà chắc sẽ vui hơn. Con xem, ba bận đi làm và anh thì đi học, mẹ thì phải nội trợ. Làm gì có ai có thời gian để chơi với con đâu. Nhưng mà... Còn ở trường, con vừa được học vừa được chơi. Ba nghĩ có lẽ bạn Thơm không chịu hòa nhập với các bạn nên không biết những trò thú vị ở trường đó chứ. Trò gì ạ? Được rồi, con cứ ăn cơm xong đi,
rồi ba sẽ cho con biết những trò vui nhất ở trường. Nào, trò chơi đầu tiên là trò vượt chướng ngại vật. Trong vòng 5 phút, ai vượt qua được những chướng ngại vật và đập vỡ được nhiều bóng sẽ giành phần thắng. Để ba làm mẫu nhé. Ăn không ba? Giờ đến lượt con nha. Không, để anh. Không, em trước chứ. Được rồi, chúng ta sẽ chia đội nhé. Ba và Bin một đội, mẹ và anh Khôi một đội, được chưa nào? Vô ta, vô ta, vô ta. Không ngờ ở lớp lại có nhiều trò hay đến vậy. Vậy mà con không biết. Bin à, sao con lại ngủ ở đây? Ba ơi, ba đưa con đi học đi. Con dậy từ sớm hay là sớm để đợi ba dậy đưa con đi học đó. Nhưng mà hình như hôm qua có ai đó nói rằng con không muốn đến lớp ý nhỉ? Không đâu, con muốn đến lớp con. Đến lớp để được chơi những trò chơi mà hôm qua cả nhà mình chơi ý ạ. Con háo hức lắm, con muốn thật nhanh đến lớp con. Đi luôn nha ba. À, được rồi. Vậy đợi mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi ba con mình tới lớp nhé. Yeah. Đi học, đi học, đi học thôi. Chuyện chàng mồ côi. Ngày xưa, có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé. Diện mạo lại cục mịch xấu xí, được người làng nuôi cho khôn lớn. Người ta quen gọi chàng là mồ côi. Mồ côi càng lớn càng làm khỏe, không có ruộng vườn, ngày ngày chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Anh mồ côi, anh làm việc từ sáng sớm tới đêm khuya, chắc là anh đói rồi, anh ăn đi. Chàng nghỉ ngơi uống nước đã, kẻo mệt. Thằng mồ côi vừa xấu xí vừa nghèo khổ, thế mà con gái làng mình ai cũng quý mến nó. Đã thế mình tìm cách đuổi nó khỏi làng cho bỏ tức. Vì ghen tức với mồ côi mà trai làng tìm cách đánh đập chàng. Không còn cách nào khác, mồ côi đành bỏ làng ra đi. Chàng tới một ngôi làng khác xin làm thuê để kiếm sống. Ngươi muốn xin làm thuê sao? Để ta nghĩ xem ngươi có thể làm được gì. Tuy nó hơi xấu xí, nhưng trông khá khỏe mạnh. Hẳn là nó có đủ sức hái cho ta cả một rừng trám. Ngươi hãy hái hết 200 cây trám cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 500 lạng bạc. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Tốt lắm, tốt lắm. Hôm nay nhờ có thằng mồ côi mà ngày nào mình cũng bán hàng xe bò trám, chúng ta giàu to rồi. Phải, tôi đã nói là nó rất khỏe lại chăm chỉ mà. Nhưng mà nó sắp hái hết 200 cây trám rồi, không lẽ mình phải trả nó 500 lạng bạc tiền công cho nó sao? Làm gì có chuyện đó, tôi đã tính cả rồi. Đây là cây trám cuối cùng rồi. Phải rồi, cây trám thứ 200. Người cứ hái nốt cây trám này, ta sẽ trả cho người 500 lạng bạc như đã nói. Cảm ơn phú ông. Ông ơi, ông mang thang đi đâu đấy? Mau cho tôi xuống với, đừng bỏ đi. Vì cây trám vừa to lại vừa cao, nên mồ côi không có cách nào trèo xuống được. Chàng ngồi trên cây bao nhiêu ngày mà không được ăn, khiến bụng đói lạ, cơ thể mệt mỏi, không còn sức sống. Cho tới một hôm, Ông là ai ạ? Ta là thần núi, ta tới đây để giúp con. Con là một chàng trai chăm chỉ, hiền lành nên ta giúp. Ta sẽ cho con thứ này. Ta cho con một chiếc rìu để có thể chặt củi kiếm sống. Còn hai viên thuốc này, một viên uống vào sẽ khỏe mạnh, một viên uống vào sẽ trở nên khôi ngô tuấn tú. Con đa tạ thần núi.
Cháu chào bác. Bác có cần người làm thuê không ạ? Ta đóng củi để nuôi 6 cô con gái, lấy đâu ra tiền để thuê cậu làm việc chứ? Vậy để cháu giúp bác đóng củi. Cậu thì làm được gì chứ, bác cứ thử xem. Trông vậy nhưng cháu rất khỏe đấy ạ. Ừ, vậy cậu giúp tôi đóng củi xem nào. Đây là viên thuốc giúp mình có sức khỏe, mình sẽ uống xem sao. Cậu không những khỏe mạnh mà còn rất nhanh nhẹn. Cậu hãy về nhà tôi, ở cùng với gia đình tôi nhé. Thế là bồ côi được bác Tiều Phu cho về nhà mình ở. Hàng ngày chàng lên rừng đốn củi cùng bác. Đây là 3 cô con gái của ta. Còn các con, đây là chàng mồ côi đã giúp ta đốn củi. Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta. Trời ơi, anh ta xấu xí quá. Sao có thể cho một người xấu xí như vậy ở chung nhà cơ chứ? Chúng con không thích anh ta ăn cơm cùng đâu ạ. À. Chàng ăn nhiều vào cho có sức. Cảm ơn nàng. Thấy chàng mồ côi chăm chỉ, hiền lành, lại thấy chàng khá thân thiết với cô con gái út, bác Tiều Phu liền cho họ nên duyên vợ chồng. Em đồng ý lấy người xấu xí như vậy sao? Thật là xấu hổ. Rồi cả làng sẽ cười lăn ra khi thấy em có người chồng xấu xí như vậy cho mà xem. Thần núi cho ta viên thuốc này, dặn là uống vào sẽ trở nên khôi ngô. Ta sẽ thử xem sao. Vậy là lễ cưới của chàng mồ côi và cô con gái út nhà bác Tiều Phu, trong sự ngạc nhiên và ghen tị của hai cô chị, nhờ chăm chỉ và có một sức khỏe phi thường, chàng mồ côi nhanh chóng có của ăn của để, và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.